Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Xe Đạp VIP. Hiện tại thì Xe Đạp VIP đang có chương trình ưu đãi giảm giá 1 triệu đồng khi các bạn mua tất cả các dòng xe đạp đua của Tipter đến hết ngày 31 tháng 8. Bất kỳ mẫu xe Tipter nào các bạn mua có thể đều được giảm giá. Đó là mẫu Tipter, từ Tipter Slipper này, Tipter T10, tay ngang Tipter T10 Pro, siêu nông 1.5, R7000 đua, Thunder sẽ đều được giảm giá 1 triệu đồng để hỗ trợ các bạn trong đợt Covid này. Đây là chương trình ưu đãi duy nhất mà số tiền 88 xe đạp VIP có được để giúp các bạn có thể sở hữu những xe đạp đua cao cấp nhất và giá rẻ nhất. Nói về cấu hình của những xe đạp đua Tipter thì thiết kế đều là khung carbon, bộ chuyển động thì mayer bi bạc đạn với mayer retropec, vành nhôm hai lớp liền 4 cm, cụm phanh retropec này. Phần khung được thiết kế khung carbon làm vát xe gió này, giảm lực cản của gió rất là nhiều. Của đề, đĩa số của sử dụng của đề Shimano. Đây là dòng Slipper thì sử dụng của đề Retropec, đùi đĩa nhôm đúc rỗng chạy bi bạc đạn này. Của đề sau cũng là Retropec với trục đỡ carbon 11 níp xích KMC. Mayer sử dụng Mayer chạy bi bạc đạn cá lổng đấy, nghe rất là sướng các bạn. Dòng này khung carbon 18k hết đấy. Hiện tại chương trình giảm giá của tất cả các dòng xe đạp Tipter đến hết ngày 31 tháng 8. Nên bạn nào muốn mua dòng xe đạp đua Tipter, alo trực tiếp online 0936 307 317 hoặc truy cập website xedapvip.vn. Đây là chương trình duy nhất dành cho các bạn nào đang đam mê xe đạp đua và đang có chương trình hỗ trợ 1 triệu đồng khi mua xe đạp đua. Cảm ơn các bạn dành ra là xem video. Xin chào các bạn.